chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình bằng gỗ chủ đề căn phòng tuổi thơ. Cùng mình quay về ký ức trẻ thơ nha. Căn phòng nhỏ với đầy đủ truyện tranh, thùng bài magic, băng đĩa game và đầy poster thần tượng trên tường. Mong mọi người ủng hộ kênh mình. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ.
cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.